Xin kính chào toàn thể quý anh chị và các bạn đã quay trở lại với kênh YouTube mua bán ô tô của em Lợi. Lời đầu tiên em Lợi xin gửi đến toàn thể quý anh chị và các bạn một lời chúc sức khỏe, một lời chào trân trọng nhất. Và hôm nay em Lợi xin giới thiệu chào bán đến toàn thể quý anh chị và các bạn một chiếc xe Mitsubishi Triton sản xuất 2017 bản Mi-Max số tự động một cầu máy dầu. Xe sử dụng động cơ 2.5 nhập nguyên chiếc Thái Lan. Về tình trạng chiếc xe thì bên em đã kiểm tra và khẳng định với cam kết với quý anh chị 100% là xe đẹp. Không có đâm xô biến dạng ô tô và kính và đèn. Máy số là nguyên zin. Và toàn bộ chiếc xe thì an ninh pháp lý sang tên đầy đủ cho quý anh chị nào mà có nhu cầu. Bên em cung cấp đầy đủ pháp lý. Xe thì được trang bị nắp thùng cao. Và chiếc xe này thì bên em có hỗ trợ vay trả góp ngân hàng cho quý anh chị nào mà có nhu cầu vay qua ngân hàng lên đến 6-70% giá trị của xe. Đây là phần ngoại thất bên ngoài của chiếc xe. Về cái phần ngoại thất bên ngoài thì sơn zin còn đến 95%. Anh chị em nào mà lần đầu tiên xem video của em Lợi, cho em Lợi xin một lượt đăng ký kênh và một lượt chia sẻ. Các bác ấn chuông theo dõi thì sẽ cập nhật sớm nhất cái dòng xe bên em vừa mới về. Và bên em Lợi cũng chuyên thu mua các dòng xe ô tô đã qua sử dụng, ưu tiên là cái dòng xe bán tải và yêu cầu là xe đẹp. Đây là toàn bộ các cái phần bên ngoài của chiếc xe. Với cái hình thức bên ngoài thì của Triton thì khá là gọn xe. Và xe sử dụng động cơ máy dầu thì đi khá là tiết kiệm, cực kỳ khỏe, 6-7 lít 100 cây. Toàn bộ có chiếc xe thì đèn pha nguyên bản. Từ các khe hở cabo, cốp trước, cốp sau đều là nguyên zin và rất chỉ là bằng nhau. Nên là quý anh chị yên tâm, tuyệt đối không có dấu hiệu bị đâm xô. Chiếc xe này thì bên em có hỗ trợ vay trả góp ngân hàng cho quý anh chị nào mà có nhu cầu vay qua ngân hàng lên đến 6-70% giá trị của xe. Đây là cái phần lót thùng phía sau của chiếc xe. Xe được trang bị nắp thùng cao, rất tiện lợi cho bác nào có nhu cầu chở hàng. Và đặc biệt cái phần lót sàn này là của hãng Mitsubishi và chưa có dấu hiệu bị chở hàng nặng, nên là hai bên thành thùng nó không rất chỉ là đẹp, không có dấu hiệu bị trầy xước và móp méo nhiều. Nếu như một số chiếc xe mà chở đi công trường thì em nghĩ là cái lót thùng này nó không được đẹp như thế này đâu ạ. Và những cái bác đi công trường thì chắc chắn là không sử dụng nắp thùng cao. Toàn bộ đèn hậu phía sau là nguyên zin. Và các cái phần chỉ của cái cốp sau đây là nguyên bản hết từ đầu. Đinh bấm, đinh dập này. Chưa có dấu hiệu bị tháo lắp vào các phần ốc. Nên là tuyệt nhiên không có dấu hiệu bị đâm xô từ phía sau. Đây là toàn bộ phần gầm của chiếc xe. Về phần gầm thì cơ bản là nó khá là đẹp. Không có dấu hiệu bị hàn gì. Và sắt xi không cắt nối. Sắt xi sơn zin. Và các cái phần tôn ở phía dưới này rất chi là sáng và đẹp. Phần khung gầm thì khá là khô ráo và sạch sẽ. Đây là toàn bộ phần nội thất bên trong của chiếc xe. Nội thất bên trong thì được trang bị bản V-Max này, được trang bị ghế da zin của hãng. Vâng, với chiếc Mi-Max 2017 này thì trang bị hai bóng khí. Một là bóng khí bên phụ cho người lái phía trước và bóng khí tại vô lăng cho người lái. Đều là nguyên bản từ đầu, không có dấu hiệu bị bung nổ. Xe được trang bị thêm màn hình DVD. Đây là cần số của chiếc xe và phanh tay. Và xe bản Mi-Max này thì được trang bị chìa khóa thông minh để start top. Và xe được trang bị thêm gãy số vô lăng với cái số thể thao trên vô lăng toàn bộ quý anh chị đấy ạ. Và bên em đã kiểm tra thì vô lăng hoạt động khá là tốt. Toàn bộ tích hợp vô lăng và ga tay đều hoạt động tốt. Đây là toàn bộ ga tay của chiếc xe khi đi trên cao tốc. Các bác sử dụng control. Toàn bộ các phần cánh cửa thì bên em đã kiểm tra đều là chỉ zin theo xe và đinh bấm, đinh dập
khẳng định với quý anh chị là không có dấu hiệu bị đâm xô vào các từ các cánh. Ốc bản lề là nguyên bản, không có dấu hiệu bị tháo lắp. Và các thông số kính thì đều là năm sản xuất của chiếc xe 2017. Đặc biệt là bác chủ trước trang bị thêm lớp kính 3M. Đây là toàn bộ bậc lên xuống của chiếc xe. Ốc, tem mác khóa đều là nguyên zin. Về đây là hàng ghế phía sau của chiếc xe thì cơ bản là khá là mới. Hàng ghế phía sau cực kỳ đẹp. Và cái phần trần của chiếc xe đây là nguyên zin. Với góc quay này thì quý anh chị nhìn vô lăng, củ số nguyên bản, không có dấu hiệu bị bọc lại, thay thế. Đây là hai cánh cửa của chiếc xe và toàn bộ cánh cửa thì đều táp bi zin hết toàn bộ. Và các cái phần chỉ của cánh cửa đều là nguyên bản, chỉ zin. Các cái phần ốc, cột, nguyên zin, sơn zin. Vô lăng khá là mới và toàn bộ đề start top, gương, kính cập điện đều hoạt động khá là tốt. Bàn đạp phanh kha đây, không có dấu hiệu bị mòn. Ốc bản lề nguyên bản. Vâng, và đây là phần đầu và phần máy của chiếc xe. Toàn bộ về phần đầu của chiếc xe thì các ốc cabo này, ốc tai đều là nguyên zin. Cabo là nguyên bản đây quý anh chị ơi. Và đặc biệt các cái phần chỉ cabo này, đinh dập đều là nguyên zin, lỗ rất là tròn, tôn vỏ rất là mỏng. Và cổ xả, cổ bô thì rất là sáng. Máy cam kết với quý anh chị là máy số là nguyên zin đấy ạ. Máy số là sơn đánh dấu 7 màu của nhà máy còn nguyên. Xe sử dụng động cơ Mibex 2.5. Đây là toàn bộ tiếng động cơ đang hoạt động đây. Máy chạy giá khá là êm và máy không có dấu hiệu bị rung. Vâng, vừa rồi em Lợi và quay giới thiệu chào bán đến toàn thể quý anh chị và các bạn một chiếc xe chín tông. Quý anh chị nào có nhu cầu nhanh tay liên hệ với em Lợi đây. Xin chào và hẹn gặp lại quý vị và các bạn.